Có nhiều người muốn tham gia giao thông bằng xe buýt, nhưng không phải ai cũng biết đón xe ở đâu và đi xe nào. Hiện nay, Hà Nội đã cho ra phần mềm Tìm Buýt rất tiện lợi và dễ sử dụng. Trước hết, bạn hãy tải app Tìm Buýt vào ngay máy điện thoại của mình. Cài đặt xong, click ngay mục Tìm đường. Bạn sẽ nhanh chóng có được thông tin lộ trình như trạm gần nhất cách bao xa, cần lên xe số mấy và chỉ dẫn xuống điểm nào gần nhất. Khi chờ xe tại điểm dừng, bạn click mục Theo dõi xe. Sẽ biết tuyến nào, xe nào và thời gian xe sắp tới điểm dừng để bạn có thể chủ động lên xe. Ngoài ra, app còn có các mục tiện ích khác như tra cứu thông tin các tuyến buýt, đăng ký làm thẻ vé tháng trực tuyến, tin buýt, v.v. Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn hãy gọi điện theo số hotline 1900 1296. Vậy là từ bây giờ, bạn không bao giờ phải phân vân việc tìm xe nào và ở đâu. Quá đơn giản và tiện lợi vô cùng, phải không ạ?